con đủ hết 3 lần thì trò chơi kết thúc. Bây giờ mình chơi một lượt thôi. Mình chơi một lượt chơi cứ người xem hai cái. Cái luật gì mà đọc dễ hiểu quá vậy, em có thể tóm tắt lại. Bây giờ mình sẽ có một quả bom. Đây. Quả bom đây. Wow, bom rất nhìn rất là thật luôn nha các bạn. Và chúng ta sẽ có thời gian. Đó. Wow. Nó có âm thanh. Rồi sao nữa? Đó, nếu mà mỗi người phải trong vòng 3 giây là phải hát một bài hát, hát nối. Mọi người biết chơi hát nối mà đúng biết không? Biết chứ, em là người dạy anh chơi đó. Hát nối cho bạn nói từ nghiêng. Hát nối là hát nối là sao? À, có nghĩa là trong một bài hát là sẽ là hát hát nối nói tiếp 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 đúng không? Từ cuối cùng của cái Baby Kachima là anh phải hát từ đầu tiên là từ ma. Ở dưới kêu em. À. Một lượt thôi, mình chơi cho vui thôi mà mình chơi kiểu người. Không, giờ tao chơi buồn á. Giờ tao vừa chơi tao vừa khóc luôn mày tin không? Ba vòng, giờ mình chơi ba vòng. Rồi bây giờ chơi đúng không? Mọi người chơi với em không? Rồi. Vậy thì em phải cậu luôn. BCD girl. Em cho nên luôn. Rồi bây giờ mình ok. Kệ kệ ai kéo gì kìa. Sao đây để bấm để để chương trình bấm, em cầm coi chừng nổ. Nhưng mà nó nổ là nổ bánh sân khấu hay nổ như nào vậy ta? Không nổ nguyên cái tòa nhà này thôi chứ không có gì hết đó. Đồ nhẹ nhàng. Đối diện cũng là chỗ nguy hiểm nha. Đây 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 đây. Đây. Nó có một cái thời gian ở đây. Nhạc biết đó hả? Để mọi người suy nghĩ thôi. Rồi hát cậu. Vô vô. Hát cái gì mới được? À. Hai hai xí xí chắc hát hơn hai câu thế nào. Chỗ có nhiều đứa vàng vàng thì đi canh gì ma nạn ma đâu cái này hợp lý. À, em tiếp đi, em có lời ở đây không sợ. Dạ. Bài gì cũng được đúng không? Bài gì cũng được đúng không? Bài gì cũng được. Nghe thương mắt nhớ ngày buồn nhớ. Mèo nói thơ hả? Sâu trong cái bài này khó hát quá. Hát bài hát đi. Lên đây đây. Lạc mất nhau tìm thấy nhau thương nhớ thêm sâu. Lần thật lâu như giây phút đầu. Từ vào nhau thêm bao yêu dấu. Dấu 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 dấu. Dấu dấu. Dấu dấu. Dấu. Bom đó bom đó. Là chỉ giờ đó chỉ giờ đó. Dấu. Dấu hả? Chỉ giờ đó. Dấu. Chỉ dê á. Rồi thua. Rồi mày giải đi. Đâu. Chỉ giờ đúng không? Hát được là chịu thua không? Dấu. Ờ, chữ giờ dấu. Có không phải chữ giờ chữ dấu luôn là chữ dấu luôn là chữ dấu à, luôn dấu luôn hả được, rồi thua liền nha. Ừ ừ dấu chân kia mỏi mòn bước trong cuộc đời đấy là xé nhát thôi đấy là nhường thôi. Nhưng mà anh phải nghĩ câu nào mà người ta thôi, nghe xong thôi đừng có giới thiệu nghe người ta hát được cái. Ok rồi bấm nhá. Em bấm cái đó không em hát đi rồi đưa qua nha chị để chị bấm. Chị tính giờ suy nghĩ thôi, cái này chỉ là giờ suy nghĩ thôi hiểu không? Là em cứ hát đi rồi. Rồi hai như là ta thu nha. Tình yêu như món quà khi có nhau gần quên là là măng non thành phố Hồ Chí Minh dung anh trầm nắng sao vàng. Vàng đen trắng nước da không bằng chia tấm lòng cùng chiến trình không ngẩn mũi về thầm tình. Rồi Trang. Trang. Nó nổ rồi kìa. Thôi thôi. Chủ tịch lâu nay. Cái gì nữa? Rồi. Rồi. Này này. Cái gì cái gì? Vì yêu cứ làm đầu. Đúng rồi đúng rồi. Đâu đâu. Đầu. Đưa bom. Đầu. Đầu. Trời ơi, giúp em với. Đầu. Đầu. Đầu gì? Đầu xong em cuối xong. Ủa, ôi, nó có chữ anh nữa mà. Ủa, giờ tấm tới đất anh á. Rồi, rồi ta thua hát chữ đầu thôi coi. Gì? Rồi, hát chữ đầu thôi, tấm mới phụ. Có. Rồi. Đầu đất. cái bài gì mà đầu đất trời ơi. Thôi coi như huề đi. Coi như huề thôi đó. Là 1-0 rồi đó. Rồi giờ ăn hát tiếp. Rồi cho mấy lại hát trước luôn. Rồi. Người ấy có tốt với em yêu em như anh đã từng yêu. Người ấy có biết tin em hay trách móng thích luôn chiều. Chiều nay chiều. Chứ có chờ có mưa bay. Giọt mưa vội vã. Vã vã vã. Hãy cho hết cầu cho tao. Giọt mưa vội vã nhất. Rơi mất người mà có vui
như em và anh. Anh anh lần đó ta gặp có anh hát lên nè. Chẳng em biết bao giờ mong được chờ. Chờ chờ người nơi ấy. Hay quá, yêu luôn. Tiếp luôn em, tiếp nè, tiếp nè. Rồi anh quên cho sao. Chờ về đây mang theo giống về đây mang theo dấu hiệu. Rồi yêu. Yêu. Yêu anh, yêu anh, yêu những giấc mơ. Giấc mơ dài thật dài và em không nỡ lúc ra đây mà xem con gì nó ngồi trong hang, nó đưa cái lưng ra ngoài, đó là con cóc. Nè, có nha, có nha. Cóc cóc cóc. Ai gọi đó, tôi là cỏ. Cỏ cho tay, nếu là lai cho xin gạt. Gạt. Trời ơi. Làm gì có bạn. Gạt gì? Gạt là cái gì? Cái gạt là cái sừng. Cái sừng đó. Ờ. Xem gạt, nhưng mà lời này hát là xem gạt. Không, cái đó là câu thơ. Không. Vậy như giờ ta mổ nhà. Ủa gì ngang ngược vậy? Bây giờ gạt hay sừng? Giờ gạt đúng không? Dạ có cái bài nào sừng. Tính ra bài gạt là quá dễ rồi. Gạt tàn thuốc. Bài đó từ từ. Bài đó em từ. Gạt đi. Gạt gạt là g a c anh. À gạt hả? Gạt 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 em là xác. Em hơi khó này. Khó quá à. Có đôi bạn rồi. Rồi thôi về. Mấy người có hát được bài gạt không? Hát được là thua hả nha. Gạt. Thôi thôi thôi. Chứ còn chờ gì nữa nghe. Gạt 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 gạt. Gạt là cái gì? Gạt gạt gạt. Gạt là cái sừng con nai. Hey yeah. Cái này mới sáng tác. Cơm băm về quê đó. Không, giờ bốn đứa thắng mới chơi. Rồi anh Jin nè, mới thấy mới chơi. Thôi thôi cũng được. Thôi ok, thôi thì thôi thôi. Hết chưa? Hết chưa? Chứ nãy giờ thấy tinh thần của tụi mình bất khuất lắm á nha. Chỗ có mấy cái này không? Lên nha, lên 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 liền thấy không? Rồi. Anh thấy là bữa nay phải cầm theo cái cờ. Dạ đó, thật thật, đúng rồi á. Cho em xin một cái gợi ý ạ. Đây sẽ là phần quà gợi ý dành cho anh Jin. Đã đâu? Anh Khánh ngồi yên đi, không chơi. Anh Khánh thua rồi. Mình thua rồi mà, mình thua rồi mà. Anh có thể cầm cái chương trình á. Đó, anh hay đứng đây, còn người thua người ta nhìn anh với ánh mắt ngưỡng mộ thôi. Không có ngưỡng mộ luôn á. Chơi. Căm phẫn. Đây, xin mời anh mở ra món quà. Nhưng mà không, không. Gợi ý. Được cho người thua thấy đúng không? Người thua thấy cũng đâu có được trả lời đâu em. À đúng rồi ha. Nhưng mà anh muốn tặng cho mợ được không? Được, đưa đây. Ủa, nè, lấy liền nha. Cầm cái này đưa cho tôi đi. Cái gì? Cho bọn em không biết nha, cho bọn em không biết nha. Cái gì vậy? Đây. À. Ôi trời ơi. Giờ okay. Các chị hội. Bây giờ tiền đây sẽ gửi cho chị. Nếu như mà thua là phải chấp nhận hình phạt của người ta đó. Đúng rồi. Thắng thì được ăn, thắng ăn ngạc. Cả ngã về không. Hay chơi chữ quá. Hay đọc thơ của ông bà để lại ghê. Và trước khi mà để khách mời đoán thì xin mời các bạn fan cùng đoán với bọn mình nhé. Đoán đi, các bạn đoán đi. Nếu mà bạn fan nào mà đoán chính xác và nhanh nhất là sẽ được nhận một phần quà từ chương trình đó. Quà là gì nói luôn? Quà là có một chiếc cốc được có chữ ký của bốn đứa mình đó. Quà là một chai bom. Ủa bom hơi mắc nha, hơi mắc đó. Có hồi rồi đây xin mời anh mở ra. Ok. Phải đoán được tên bài hát chủ đề nha.